Đến thời điểm này, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, số lượng người Huế từ các địa phương khác trở về rất đông. Hàng trăm sinh viên trường Đại học Y Dược Đại học Huế đã tình nguyện xung phong lên tuyến đầu, tích cực góp sức trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Nơi tuyến đầu, các sinh viên tình nguyện phối hợp cùng lực lượng công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông, hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại và các nhiệm vụ khác theo phân công tại các chốt kiểm dịch COVID-19. Tinh thần xung kích của những thầy thuốc tương lai sẽ góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ cả lực lượng chức năng cùng chúng ta chống đại dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nguyễn Long Vũ và Trần Thị Quỳnh Trang là hai sinh viên năm cuối trường Đại học Y Dược Huế quyết định tham gia chiến dịch phòng chống COVID-19 tại Ga Huế, là một trong năm chỗ kiểm tra trên địa bàn tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, Vũ và Trang cùng các sinh viên tình nguyện phối hợp cùng lực lượng công an, cán bộ y tế, quân đội, thanh tra giao thông hướng dẫn người dân, khách du lịch đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền hướng dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công. Tại đây chúng em chủ yếu là hướng dẫn mọi người rửa tay và khai báo y tế. Chúng em được trang bị đầy đủ từ khẩu trang đến bao tay, nước rửa tay. Ngoài ra là cùng các thầy ở trường cũng trang bị thêm kiến thức về phòng chống lây nhiễm. Khi nhà trường hoạt động tham gia thì em sẵn sàng, bởi vì là vì em nghĩ đó là một nhiệm vụ của sinh viên Ý. Điều em mong muốn là thứ nhất là giúp mọi người nâng cao cái ý thức phòng bệnh, và cái thứ hai là về cho em là em có thể nâng cao cái ý thức về trách nhiệm về công việc của mình sau này. Công việc chính của các bạn sinh viên thì sẽ hướng dẫn cho người dân tiến hành khai báo y tế và về xin tay. Nhà trường cũng đã cung cấp cho các bạn là khẩu trang, găng tay, nước rửa tay, và ngày hôm nay sẽ bổ sung thêm cái mặt nạ chống giọt bắn, và mỗi bàn thì cũng có được cung cấp một số thuốc C để đảm bảo sức khỏe, tăng cường sinh lực trong thời gian làm nhiệm vụ. Hơn 160 sinh viên trong tổng số hơn 350 sinh viên trường Đại học Y Dược Đại học Huế đã tình nguyện tham gia chiến dịch phòng chống COVID-19 tại các cửa ngõ tỉnh Thừa Thiên Huế. Các sinh viên được phân về 5 chỗ kiểm tra, gồm cửa ngõ phía Bắc tỉnh tại huyện Phong Điền, đường Lý Nhân Tông, thị xã Hương Trà, trung tâm thành phố Huế đặt tại Ga Huế, giao lộ Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, cửa ngõ phía Nam tỉnh ở trạm trung chuyển Bắc Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Theo kế hoạch, các sinh viên tình nguyện được phân chia làm việc theo 3 ca trong ngày, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 12 giờ trưa đến 18 giờ tối, và từ 18 giờ tối đến 24 giờ khuya. Trước khi sinh viên đến các chỗ kiểm tra, các chuyên gia y tế của nhà trường đã tập huấn, chia sẻ các thông tin về kỹ năng và công tác phòng chống dịch COVID-19 cho sinh viên tình nguyện. Đã có rất nhiều sinh viên đăng ký và được lựa chọn khi có ngoại ngữ tốt để hỗ trợ trao đổi với người nước ngoài. Ngay từ khi nhận được cái kế hoạch thì chúng tôi đã triển khai ngay các cái công việc đã được dự trù trước đấy, tiến hành cho sinh viên đăng ký, rồi tổ chức một cái lễ ra quân và lồng ghép với công tác tập huấn các cái biện pháp an toàn và các biện pháp nghiệp vụ để cho các em sinh viên có thể phối hợp một cách chặt chẽ nhất, cách tốt nhất với các lực lượng chức năng của tỉnh. Thì cái mong muốn lớn nhất của nhà trường, đặc biệt là một cái trường đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe, đấy là các cán bộ của nhà trường hoạt động tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế đã chung tay một cách rất là thiết thực trong việc sàng lọc, trong việc khám chữa bệnh. Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng người Huế từ các địa phương khác trở về rất đông, nên tại các chốt kiểm soát sẽ phải làm việc tích cực và khoa học hỗ trợ người dân trong việc kê khai y tế. Sự tham gia tích cực cùng với bộ hiểu biết của các sinh viên y khoa trong đợt tình nguyện này sẽ góp phần cùng chung sức với cả nước trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.